tầm chân lý mới được. Nó thâm thâm dịu dợi, nhưng mà cái ý của cha lòng vào như là như vậy. Và chính cái bộ áo dài trắng đó cũng là cái áo giáp phước đức. Tại vì một khi một con người đó, cho dù ở ngoài đời nó có là đá cá lăng dưa như thế nào đi nữa, miễn là mặc bộ đồ trắng lên là người ta thấy cái sự hiền từ thanh thoát nó toát lên liền. Thứ hai nữa, thí dụ như bây giờ mình muốn chửi ai đó, mình muốn đả mạt hay gì đó, hay là muốn xâm trộm cắp gì, đâu có ai dám mặc cái bộ đồ đạo này đi trộm cắp hay là mặc cái bộ đồ đạo ra chửi lộn đâu, không dám. Thì từ khi chúng ta biết quý trọng cái bộ áo dài này, bộ đồ trắng này, thì coi như là chúng ta dần dần gột rửa những cái thói hư tật xấu, những cái dơ bẩn ở trong tâm mình, để cho cái tâm mình nó cũng sáng trong như cái bộ giáp phục này. Bộ cũng trả lời đơn giản như vậy, còn thâm thâm chút nữa sâu hơn thì sợ các vị không có đọc thánh ngôn thánh giáo nên các vị hiểu không tới. Cha nói hôm nay là cơ của cha rất là nhiều quý vị, nhiều hơn cơ của mẹ. Vì bây giờ mỗi nói từ rằm tháng 8 trở đi là cha đã giao toàn quyền cho ban giáo phận hưởng phạt công minh. Đã qua tới tam giáo tòa rồi thì các vị, thiên tử xử như thường dân, tức là tất tần tật cảnh giới nào xử như cảnh giới đó, nghiêm minh không lách luật bao giờ. Ở dưới trần thế này, ví dụ như mình bây giờ phạm tội đó thì đưa vô khuôn luật phải phải ở tù 5 năm. Nhưng khi chúng ta có tiền hoặc là có gì đó, chúng ta có thể còn lại 3 năm. Nhưng đối với tam giáo là không bao giờ. Các vị biết tam giáo cộng đồng bây giờ đó, các vị biết là ai không? Bên Cao Đài giáo đó thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thứ hai nữa là Đức Lý Giáo Tông, thứ ba là Quan Thánh Đế Quân. Còn ở các đạo Phật thì A Di Đà Phật, một bên là Đại Thế Chí Bồ Tát và một bên là Quan Thế Âm Bồ Tát đâu gì. Còn trên đó cũng có ba ngôi nữa, nhưng mà mỗi chưa dám tiết lộ được ba ngôi này. Bởi vậy đó, cha có nói đó, trên đầu có bủa văn thần thánh, xét xem người tánh hạnh dữ hiền, làm lành mới đặng hưởng phước duyên, trong lòng nham hiểm lộc quyền giảm thâu. Đó là những gì cha mẹ hy vọng là các con phải hiểu rằng trên đầu mình lúc nào cũng có là các chư vị thần thánh thiên Phật, là các chư vị khuất mặt khuất mài đều ghi chép những tội lỗi của mình đã làm. Bởi vậy chúng ta hết sức cẩn ngôn cẩn hạnh. Bây giờ đã qua tới tam giáo tòa rồi thì chúng ta muốn đạt vị, chúng ta phải cố gắng lập đức, lập công và lập ngôn. Quý vị biết lập đức, lập công và lập ngôn ý nghĩa như thế nào không? Lập đức là chúng ta tạo phước lập đức, bố thí trường trai, bố thí phóng sanh, làm các việc thiện xã hội, yêu thương nhân loại, đó là chúng ta đã lập đức. Còn lập công thì chúng ta phải dụng công phu, công quả và công trình mới là lập công. Rồi tới lập ngôn, đây là cái lập ngôn rất ư là khủng. Cái cách lập
ngôn á, của chúng ta bây giờ đó, thì chúng ta hãy cố gắng nghe pháp, tầm các cái thánh ngôn thánh giáo chúng ta đọc, rồi chúng ta lập luận những cái câu nói rất ư là thiện lành, và những cái chúc phúc cho mọi người. Đó là chúng ta lập ngôn đó quý vị. Tại sao sư Minh Tuệ hay nói giao cho họ đánh con vẫn chúc phúc cho họ được vui vẻ và hạnh phúc. Đó là cái cách hoan hỷ chúc phúc. Đó là ổng đang lập ngôn đó quý vị. Ngài đang lập ngôn đó. Cái lập ngôn rất khó đó quý vị. Cái lập ngôn chúng ta không bao giờ đến chợ cá, chợ thịt, hay là những cái nơi vũ trường hay đánh bài gì đó, sòng bạc gì đó mà chúng ta học được đâu quý vị. Mà chúng ta phải tầm vào những thánh ngôn, thánh giáo, những lời hay lẽ phải của các vị, các ngài hay thuyết giảng ở trên đó, trên mạng, hoặc là những cái giáo lý, giáo pháp của các ngài đã dạy lại cho chúng ta. Chúng ta học hỏi đó là bằng cách chúng ta lập ngôn đó quý vị. Quý vị hiểu, thì qua đến tam giáo tòa rồi thì chúng ta còn có nước đó nữa mà thôi. Nếu chúng ta tam lập đủ, lập đức, lập công, lập ngôn, thì chúng ta có cơ hội bước vào cõi thiên liên hằng sống là chuyện bình thường và cũng không khó lắm. Mong quý vị hãy hiểu hôm nay cái bài giảng này không thấp nha quý vị, nó tầm trung và thượng, nên quý vị hãy cố gắng hiểu. Có gì không biết, không hiểu cứ comment thẳng, muội sẽ trả lời vào những lúc muội lên gặp quý vị tiếp theo. Dạ, dạ, Nam Mô Di Phật. Thì sự thật ra thì những cái cô bác cô chú ở trên cộng đồng mạng này thì có người cũng tầm thấp, có người cũng tầm trung, có người cũng tầm cao, chứ không phải ai cũng thấp hết hay là trung hết hay là cao hết. Cho nên tỷ có chia sẻ về cái vấn đề cao thì người ta sẽ có những người cao ta hiểu, trung thì có người trung hiểu, nhưng mà đặc biệt thì Quốc Tạo thì những người thấp có rất là nhiều hơn, cũng như Quốc Tạo cũng là người thấp, thấy cũng nói chuyện thấp thì cũng rất hiểu dễ để tiếp thu. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Câu hỏi tiếp theo thì hơi cá nhân. Có một cái vị này là ngủ nằm chiêm bao, thấy là có hai thanh niên kiếm chú cho một cái bài giảng, thì chú mở cái bài giảng lên cho mình nghe, là thật sự cái bài giảng là cái quyển nhất. Rồi tiếp tục đó là chú cúng á, mỗi lần chú cúng là chú bị ngáp, chú bị buồn ngủ. Dạ, thì hiện giờ là chú cũng đang gọi là tu theo rất là nhiều cái đạo, cũng như là cúng thì cúng cũng Cao Đài cũng có, Phật giáo Thống Nhất cũng có, và Hảo cũng có. Vậy xin hỏi là chú nên làm như thế nào cho nó đúng nhất, xin tỷ cơ chỉ dùm. Thì khi mà chú cúng thì chú nằm, chú thấy là hai vị thanh niên kiếm chú để cho nghe cái bài giảng là quyển nhất của bên Hòa Hảo, và cuối cùng là chú cúng thì chú ngủ, chú buồn ngủ và chú ngáp. Dạ, Nam Mô Di Phật. Câu hỏi hết. Dạ, mô Phật. Cái trường hợp mà sư huynh cúng hay là sư huynh hay dùng mình, hoặc là ngáp, hoặc là thấy ớn lạnh, đó là các cái phần dông đó, có thể là của cửu quyền, cũng có thể là những người hút mặt hút mày trong nhà trong cửa đã theo chúng ta tu đó. Nên một khi chúng ta cúng lại thì chúng ta nên mời đến giờ kính lễ hay lại Phật gì đó, hay là kính lễ chí tôn, con kính thỉnh tứ chân linh cửu quyền thất tổ nội ngoại hai bên về hầu chí tôn hay là lại Phật gì đó với con. Xin kính thỉnh tất cả các chư vị khuất mặt khuất mài trong nhà trong cửa trong đất trong đai, siêu mồ lạc mã, những binh gia chiến sĩ đó, xung quanh cái đất địa này, đến giờ kính lễ chí tôn hay lại Phật về hầu lại với con thì sẽ hết.
Còn cái việc mà mình theo tôn giáo nào, mình cúng lại như thế nào, mình nhiếp tâm vào đâu cũng được hết. Cha mẹ không phải là nói là con đạo cao đài mà con đọc chú hay là con lại Phật, ta không chứng con. Không có điều đó gì. Cha mẹ là bao la rộng lớn, miễn chúng ta hành theo pháp môn nào, tâm chúng ta được thanh tịnh, an nhiên, tự tại, và chúng ta mở được, tức là chúng ta hiểu được chân lý đạo đó, là chúng ta được chứng như thường. Chứ không phải là mình đạo cao đài, mình lại Phật hay đi nhà thờ là không chứng. Không đúng như vậy. Chúng ta có quyền tìm hiểu để tiến hóa. Đây là cơ tiến hóa cha mẹ cho xuống để chúng ta học. Bởi vậy bây giờ tại sao chết nhiều? Tại vì con người không chịu học hỏi, không chịu tiến hóa, mà cứ loanh quanh lẩn quẩn theo cơm áo gạo tiền, rồi không chịu tiến hóa thì đến một ngày chậm trễ thì sẽ đào thải mà thôi. Giống như một thí dụ, giống như mạng xã hội này, ngày trước 2G chúng ta xài 2G, rồi chúng ta lên 3G, bây giờ chúng ta lên 4G và 5G, thì phải loại bỏ những cái 2G và ba, sắp tới đây loại bỏ 3G, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng 4G và 5G đó. Nên như vậy đó quý vị, những cái không phù hợp được thì sẽ đào thải, muốn phù hợp được thì chúng ta phải tiến hóa. Ngày trước chúng ta xài 2G thì chúng ta đâu có biết là lập Zalo nè, hay là coi TikTok nè. Nhưng mà khi chúng ta biết tới 4G và 5G thì nó đã có những cái trải nghiệm đó rồi. Đó là cái sự tiến hóa của một con người đó quý vị. Thì mong rằng quý vị hãy hiểu. Cha luôn luôn nói với chúng ta nè: nho nhã con tu tập tánh tình, dưới đời đừng tưởng một mình lanh, một câu thất đức thiên niên đọa, nhiều nỗi trầm luân bởi ngọn ngành. Là câu Đức Chi Tôn dạy cho chúng ta đó. Một cũng than phiền với cha với mẹ rằng có rất là nhiều người lên nói mình dốc tâm, mình tìm dắt óc môi trí ra để mà tìm những cái lời hay ý đẹp để mà truyền đạt lại cái ý của cha của mẹ, để cho mọi người tần số nào cũng hiểu được. Nhưng mà đôi khi có những người lên dùng những cái ngôn từ, nói thật ra mấy người đó gọi là dị nhân mới đúng, nó kỳ cục lắm quý vị. Nên muội cũng nhiều khi cũng than phiền với cha với mẹ, thì cha cũng có dạy cho mình là như vậy đó quý vị. Ở dưới đời nè, những người đó đó đừng có tưởng một mình lanh, một mình tài, mà hãy để dành lại, cẩn ngôn lại và cẩn hạnh lại, vì một câu thất đức nó thiên niên đọa lận đó quý vị, là nhiều năm đọa, cả ngàn năm đọa, chỉ có một câu thất đức thôi. Nên chúng ta hãy cẩn ngôn và cẩn hạnh. Đáng lẽ cái bài này đó muội đọc hồi nãy là trong cái lúc mà muội nói về lập ngôn đó, nhưng mà nó lỡ qua rồi thì thôi muội đọc theo thôi. Cha có dạy chúng ta các trẻ muốn gặp thầy cũng dễ, bỏ tánh phàm đừng để dây dưa, thiệt hư quấy phải ngăn chừa, tham sân ái ố phải chừa cho xa. Các trẻ muốn gặp cha thì vậy, cha vui lòng tin cậy hàng ngày, lựa điều lực việc cha sai, con điều biếng nhác cãi thầy nghe con. Con đừng biếng nhác cãi thầy nghe con.
Đứa nào muốn làm con tròn đạo, đạo làm con là phải thính tùng. Lựa điều có ích nhau chung, chớ chia phe đảng cũng không lòng tà. Con được vậy thì cha vui vẻ, cha vui lòng con trẻ mới nên. Cha đã dạy cái bài này lúc lúc cũng lâu rồi quý vị. Cha khuyên nhủ chúng ta đủ điều hết. Muốn gặp cha tức là chúng ta muốn về Niết Bàn đó. Cõi Niết Bàn đó. Rất dễ. Không có gì khó. Chúng ta phải bỏ đi tánh phàm. Đừng có phàm nữa. Mà phàm là gì? Phàm thì ích kỷ. Thánh thì hy sinh. Mà chúng ta hãy tập tánh thánh. Thánh phải hy sinh. Hy sinh cho ai? Cho mình, cho gia đình mình, cho người thân mình, cho chung quanh mình. Mình hy sinh. Mình đừng nghĩ gì về bản thân mình, lợi lạc gì cho mình. Mà mình hãy nghĩ lợi lạc cho bá gia bá tánh, cũng là con cái của cha mẹ. Thì chúng ta đã dựa gần kề với cha rồi. Thiệt hư quấy phải ngăn ngừa, tức là cái gì hư thiệt, sai quấy, chúng ta bỏ. Tham sân ái ố phải chừa cho xa. Tham sân si ái ố dục là nằm trong thất tình, chúng ta sẽ bỏ, bỏ tránh xa. Muốn bỏ được cũng không khó đâu quý vị. Thí dụ như bây giờ chúng ta đang cáo lên rồi, muốn nổi sân lên rồi, chúng ta trị tâm mình bằng cách chúng ta quay nhìn ngược vào tâm mình. Đừng có nói, đừng có nhìn tới cái lỗi của cái người mình đang sắp sân, mà mình quay vào tâm của mình. Mình nói rằng, mình dạy nó nè. Không nha, ta không có sân nha. Sân là các vị sân nha. Ai sân thì bước ra khỏi cái thể của ta đi. Ta không sân đâu đó. Ta vui vẻ, không sân. Đó, thì ta bằng cách ta trị tâm ta, tự nhiên chúng ta sẽ bình lại quý vị. Cái sân chúng ta sẽ chìm lại. Đến khi ta nguội rồi thì ta dùng lời lẽ ngôn từ yêu thương chút mình nói với họ. Mà muội cũng đã áp dụng có kết quả đâu gì. Rồi chúng ta muốn cũng còn giận chút thì chúng ta vô rót một ly nước trắng đó, chúng ta nguyện: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin mẹ từ bi cho con học hạnh từ bi của mẹ. Rồi chúng ta uống, rồi tự nhiên tâm bình lại. Quý vị tập thử. Đó là những gì cha dạy chúng ta. Thì chúng ta nên cố gắng nghe, học và hiểu, hành. Tại vì thật ra đó, trên cái kênh của muội có rất ư là thiện tri thức. Có rất nhiều người đã khai trí mở huệ, đã nghe và đã đánh giá. Nên á, muội nói những cái lời thánh ngôn của cha của mẹ, những lời của cha của mẹ đã gửi gắm cho con cái, những người đó còn hiểu sâu hơn muội nữa đó quý vị. Họ giỏi lắm. Nên muội hạnh phúc, muội cảm thấy vui hạnh phúc. Đôi khi đó, công việc nhiều quá, muội cũng phải ép lại không lên mạng được, không chia sẻ. Để chi? Để làm cho tròn, nhưng mà vẫn thấy có lỗi quý vị đó. Tại vì cơ nó sắp tới nhiều lắm quý vị. Sắp tới đây, cơn bão số 6, cơn bão số 7 và cơn số 8 nó hoành hành nữa quý vị. Tại vì bây giờ Tam Giáo Tòa người ta đã chấm phê rồi, nên bắt buộc phải sát phạt quý vị ơi. Mà chúng ta bây giờ bổn phận của chúng ta chỉ có con đường cầu nguyện để cứu mình, cứu người thân mình, cứu chúng sanh quanh mình. Ai cũng được như vậy thì nó sẽ giảm. Ở trên á, Tam Giáo Tòa có nói nè: thần dông, thần gió tiếp tục nhận lệnh Tam Giáo Tòa mà thực hiện bộ luật Tam Giáo Tòa.
để thi hành trừng phạt. Dông sự phạt cầm đầu, gió sự phạt cầm đầu, mưa sự phạt cầm đầu, sương tuyết đều rơi xuống sự phạt cầm đầu, tóm thâu tà vật. Còn về phần cửa quyền trăm họ thì phải tuân theo bộ luật chứng chỉ cho con cháu, những đứa gây lắm tội và những linh căn xuống thế xuống thế trần đá thân lớn hất chân cao, tà xưng chánh, còn xưng cha xưng mẹ, xưng quỷ ma xưng Phật, đều là trăm họ có trách nhiệm xử phạt con cháu của mình. Tất cả các cung các cõi, các vị thiên binh thiên tướng phải xử phạt các linh hồn gây ra lắm tội, phải y lệnh nghiêm chỉnh chấp hành, tùy theo nghiệp quả ít nhiều mà xử. Đây là một trong những điều mà Mụi ghi được từ Tam Giáo Tòa đó quý vị. Thì quý vị sắp tới quý vị thấy chết ôi la liệt, còn những ai những là biết mình là linh căn, mỗi nói ở đây là linh căn nha, chưa nói đến linh tử, mà cũng nói đến linh tử đi, vì linh tử bây giờ bước chân chân thấp chân hất, bước chân lớn hất chân cao là cũng nhiều rồi, tức là vì đồng tiền. Mẹ nói đó, có khi nó mua con bằng tiền, không được thì nó mua con bằng rất nhiều tiền. Lúc đó chúng ta đã chết. Bởi vậy một không dụng tiền là như vậy. Một sợ. Bản thân mụi trong túi lúc nào cũng không có đồng nào hết quý vị. Mụi đi đâu một mình là phò của mụi đó là phải bỏ tiền vô cốp xe đó. Để không là mụi không có, một mụi cũng quan tâm luôn. Là như vậy, sợ mụi đẩy bộ thôi, hết xăng đẩy bộ. Đó, mụi đọc cho các vị nghe một trong những điều mà Tam Giáo Tòa ra lệnh rồi. Còn sắp tới đây, những ai xưng danh ta là công chúa, ta là hoàng tử, ta là mẹ quỷ, ta là mẹ, là cha, là thần, là thánh gì đó, thì hãy làm ơn sám hối đi, để không còn kịp vì thiên binh thiên tướng mà xử, thì không có như luật trời mà cha mẹ đã nương tay đâu quý vị. Ta nghiêm luật thi hành, không nương tay ai hết. Nên chúng ta hãy nhìn về tâm mình mà tu. Nhìn mình đúng chưa? Mình có sai chỗ nào? Và mình phải như thế nào? Tầm để học, hoặc là lên tầm trên mạng để học nghe, để mà biết, để mà chỉnh sửa cho mình. Dạ mô Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Vừa qua thì tỷ cũng cho bà con biết là lúc này là sẽ thưởng phạt công minh ha bà con. Không có cái vụ mà ở đó mà mình cứ tội của mình mà mình kêu người ta lãnh giùm là không có đâu nha. Bởi vì cho nên lúc này có rất là nhiều cụ bác cũng xin tỷ chữa bệnh giùm, rồi xin giúp giùm cho con, cho chồng, cho vợ, cho mẹ, vân vân. Rất là nhiều luôn. Nhưng mà quốc đạo cũng nói theo lời của tỷ, chỉ là bây giờ là tỷ không có nhận. Tỷ rất là bận cho nên là không có nhận, không cho số điện thoại và không có chỉ địa chỉ luôn. Đó thì ở đây quốc đạo cũng có nói thẳng ra cho bà con nghe luôn đó. Chứ để bà con khỏi bị phiền. Lúc nào quốc đạo cũng năn nỉ không mà, chứ không quốc đạo không mà có nói là cái chuyện là thẳng. Đó thì bà con cũng quan hỷ. Chứ mà nếu mà ai cũng điện cho tỷ hết trơn thì làm sao tỷ có thời gian mà tỷ đi làm nhiệm vụ quý vị. Quý vị biết không? Cái cơn bão mà nó được khống chế cái ngọn đó thì quý vị biết ai khống chế rồi, quý vị cũng biết rồi đó. Rồi nào là dịch bệnh mà nó không có đi vào cái trung tâm của thành phố thì cũng quý vị cũng biết rồi đó. Là ai?
rồi con kinh phù nam nó cào cào nó tới lui, nó giận hờn qua giận hờn lại, nó không đào, nó đòi tùm lum hết trơn, nó không đào, thì quý vị biết cũng là công của ai rồi đó. Thì sự thật Quan Tạo chứng kiến Quan Tạo mới biết, chứ từ đó Quan Tạo cũng chưa biết là cái việc này nó có thật, và chỉ biết được tâm linh là nó không thể nào đùa giỡn được. Nhưng mà thật sự là Quan Tạo đã thấy rõ ràng đó, cho nên ở đây tài tỷ tốn rất là nhiều năng lượng và cũng rất là nhiều bận biểu, cho nên bà con cũng quan hỷ, đừng có gì cái cá nhân của mình mà để cho tỷ làm một cái công việc dịch công. Dịch công của tỷ rất là lớn quý vị, lắm lúc mà chỉ cần qua tỷ nói Quốc Tạo, Tạo ơi giờ nào rảnh này kia thì Quốc Tạo mới ok thôi, chứ còn ngoài ra thì Quốc Tạo không dám để làm phiền tỷ, để cho tỷ được một cái khoảng thời gian làm nhiệm vụ của mình đó. Thì nhiệm vụ của tỷ thì thôi thì cũng vậy đó, thì trên trước là cho biết là tỷ sẽ đi liền trong cái ngày, và có thể là ở 5-7 ngày một cái vùng nào đó xa xôi hẻo lánh luôn để mà làm công nhiệm vụ đó quý vị. Đó, thì cái chuyện này rất là cao quý nha, hy sinh mà không ai biết á. Này thôi, cũng Tạo cũng hé lộ một cái đỉnh vậy thôi. À, tỷ có nói gì nữa không hay là Quốc Tạo hỏi tiếp nha? Chúng ta hỏi tiếp đi. Có cái vị này ở gần Gò Công. Rồi có hỏi như thế này, vậy là hỏi tỷ là bà con ở gần Gò Công, ở gần Cao Đài có bị gì không? Nghe tỷ nói là ở gần Cao Đài là sẽ rất là an toàn, vậy xin tỷ cho biết giùm, cảm ơn. Hoặc là câu hỏi của bà một cái vị nữ cũng lớn tuổi rồi, xin tỷ quan hệ trả lời. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Mô Phật, cho dù mình ở đâu cũng vậy, Cao Đài trong cái bản thể của mình mới là quan trọng đối với chúng ta. Không có ở đâu mà chúng ta thoát được, gì cha nói rồi, một chéo đất nào cha cũng không tha. Nhưng quan trọng là tâm của ta có cao đài hay không nè, có cái ông cao đài hay không. Ông cao đài cũng là ông Phật, mà ông cao đài cũng là Chí Tôn, ông cao đài cũng là Phật mẫu. Mà mình thằng tưởng, hằng niệm danh thầy, hằng tưởng đến thầy, thì ông cao đài lúc đó ở trong ta đó, thì chúng ta ở đâu chúng ta cũng thất hết, không sao hết, đừng sợ và cũng đừng hoang mang. Mà chúng ta càng sợ thì chúng ta càng tu, bằng cách chúng ta niệm Phật, có rảnh rỗi thời gian thì công phu cúng lại bái sám, để tập cho cái chân linh và chân thần của chúng ta nó gần gũi với Chí Tôn, Phật mẫu, các đấng thiêng liêng, để sau này chúng ta nhìn ra họ, chúng ta không có sợ. Và chúng ta, khi chúng ta chân thần, chân linh của chúng ta mạnh mẽ rồi, thì chúng ta bước qua những cái giai đoạn khổ sở của chúng sanh một cách bình thản quý vị. Vì chúng ta đã hiểu rồi, nhân có quả, sanh lão bệnh tử, chúng ta không còn sợ gì hết. Mong rằng mình phải sáng suốt, chứ đừng có bó buộc vào một cái gì mà vì quyền lợi của mình, hoặc là cái gì đó mình bó buộc thì không được. Bây giờ mình nói như vậy, thí dụ như bây giờ gần Cao Đài thì mọi người hãy xúm nhau về tòa thánh thì gần Cao Đài, hoặc là những thánh thất thì gần Cao Đài, rồi còn những nơi khác làm sao. Rồi muốn dây dời như vậy là nó cả một vấn đề đó. Ở đâu cũng vậy, quan trọng là có cái ông cao đài ở trong tâm mình là được rồi, không cần ở đâu hết. Cho dù mình có thoát xác thì ông cao đài trong thân mình vẫn níu kéo đưa mình về Bạch Ngọc Kinh đó, về cõi Niết Bàn đó. Quan trọng là điều đó. Còn cái thoát xác này là không cần. Xác này là giống như vậy nè, khi chúng ta mặc cái áo này dơ rồi, chúng ta thay cái áo khác, nó như vậy thôi. Không phải là mình nói như vậy mà mình không quý nó, vì có nó mình mới tu được, mình có thể hành đạo được. Nhưng không có nó mình sẽ không hành được. Nhưng mà cũng không quan trọng nó quá, nó cũng là giả thôi, 100 năm nó cũng hư hoại. Thì chúng ta phải tập như thế nào
nhìn vào cái thật của mình. Mình tìm cái ông cao đài để mình nương thì tìm ở đâu? Ông cao đài đó ở đâu? Là chính là tâm của mình. Tâm ấy tòa sen có lão ngồi. Tức là khi tâm mình thanh sạch, nhẹ nhàng, thơm tho như cái tòa sen thì lúc đó ông cao đài đã ngự ở trong mình rồi. Mà khi có ông cao đài rồi mình đâu có sợ gì nữa. Đúng không quý vị? Đừng có sợ, đừng hoang mang. Không có gì hết. Không phải là tận thế là diệt hết đâu quý vị. Mà đây là một cuộc thanh trừng, tẩy hết tất cả những người vô nghì nè, những người ác bá nè, những người không có theo kịp cái cơ tiến hóa thì sẽ bị loại thôi. Cho dù đó là người lớn tuổi, nhỏ tuổi, cao tuổi, thấp tuổi gì đó cũng như vậy. Thanh thưởng trực trừng lọc lừa tuyển chọn phân tà chánh thì cái chánh lúc nào cũng được được, cho dù mình lớn tuổi nhỏ tuổi gì cũng vậy. Không sao hết, không sợ gì hết. Mà mình phải cũng phải hiểu luật nhân quả, hiểu luật tiến hóa, sanh lão bệnh tử. Mình cũng phải có nằm ở trong đó. Khi mình mang cái xác na này thì gần như là mình phải tuân theo luật nhân quả và luật tiến hóa của rồi. Mong rằng quý vị phải hiểu sâu và đừng có hoang mang lo sợ, mà mình phải có sự chuẩn bị. Như có nhiều người cũng nói với muội là tôi không chuẩn bị gì hết, tôi chỉ chuẩn bị cho cái chết của tôi. Vì người ta xem nhẹ cái chết rồi. Tại vì người ta có hành trì, công phu, công quả, công trình đầy đủ, nên người ta không sợ. Khi có thoát xác rồi, người ta mặc cái áo mới khác đi nữa thì cái áo mới đó còn mới hơn và đẹp hơn, chứ không phải là phải trở lại súc sanh ngạ quỷ, cơ hàn khổ thân. Trừ khi những người người ta quá gieo nghiệp ác, gọi là bán trời không mời thiên lâu ấy, thì người ta sẽ đáo lại thành ngạ quỷ, súc sanh hoặc là Atula. Thì lúc đó người ta mới là nằm trong cái tam khổ đó, người ta mới sợ. Súc sanh thì các quý vị biết rồi, là thú vật đó quý vị. Rồi ngạ quỷ còn khổ hơn nữa quý vị. Có nhiều người sống tại thế này, không biết người ta gieo cái gì ác mà người ta đã hóa ra ngạ quỷ tại mặt thế luôn, chứ đừng nói chi tới trừng phạt. Mà bây giờ luật tam giáo tòa là không còn, gọi là không còn thưởng phạt mà cho đọa đài tấm thân xuống địa ngục nữa, mà bây giờ là rơi vào giai đoạn tiêu cả hồn phách. Là lúc đó đó, chân thần chân linh của chúng ta đó tan chảy ra. Mùi đã giảng nhìn trong nhiều clip rồi, thì chúng ta sẽ hòa quyện lại là thạch hồn, rồi mới tiến hóa lên thành thảo mộc, rồi mới lên thành thú cầm, rồi mới tới nhân hồn. Nhân hồn là con người mình bây giờ đó quý vị. Rồi mới thần hồn, thánh hồn, tiên hồn, Phật hồn. Cho tới giai đoạn như thế này, được ân xá như thế này nữa là 700.000 năm sau, thất ức niên đó, 700.000 năm sau mới có được. Thì cái thời gian bây giờ chúng ta quý báu như thế nào thì chúng ta hãy cố gắng tu đi. Chỉ chúng ta có thể là thành đạo trong vòng một đêm luôn đó quý vị. Không phải là không có đâu. Nên khi mà chúng ta nhiếp tâm lại chút tu hành thì coi như là chúng ta đã thành đạo một cách trọn vẹn luôn. Để muội sẽ cho quý vị biết tại sao
Này, chở khách sang sông dạ ái hòa, bao lời nhắn nhủ diệt tâm ma, nhiêu thân nhiêu ý ra thanh trược, đạo đức nghĩa nhân ráng mặn mà, thuyền bát nhã dừng tay lái vững, không si mê đắm tánh đi hoa, khẩm tình nhưng phải ra tay khử, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Đây là cái ý nghĩa mà nói ra chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Nhưng mà mượn cái hình ảnh này để dạy chúng ta giữ dạ ái hòa để chúng ta thoát được. Và chúng ta sẽ đắc đạo như thế nào? Là chúng ta phải diệt bớt tâm ma nè, thân nè, khẩu nè, ý nè. Nếu nó có thanh trược thì chúng ta cải tà nó đi, rồi giữ nền đạo đức nè, nhân nghĩa nè, rồi chúng ta phải dùng thuyền bát nhã. Bát nhã là trí tuệ đó quý vị, dùng cái trí tuệ của mình đó để mà vững vàng cái trí tuệ của mình, thì chúng ta sẽ đắc đạo trong một một đêm thôi đó. Chúng ta phải gột rửa, phải nhìn nhận, đừng nhìn ai hết. Trước khi mình thấy cái lỗi của người khác thì mình đã từng lỗi như vậy, mình mới biết được cái lỗi của người ta. Nên mình đừng có hơn thiệt, khuyên được thì để lời khuyên, không được thì im, mà mình nhìn cái lỗi của mình, nhìn vào tâm mình kềm cho mình đừng bị lỗi đó nữa. Mình gột rửa từ giờ, từ khắc, từ giây, từ lời nói, từ ý nghĩ, không bận biểu gì hết thì chúng ta đã đạt đạo rồi. Dạ mô Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Qua lời chia sẻ của tỷ đó thì muốn cho chúng ta biết là giống như là chúng ta phải trở về cái nội tâm của chúng ta mới đạt đạo được, chứ cái tướng không đạt đạo được quý vị. Thì cũng giống như là thầy nói là chay được tánh chay tâm mới quý, trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần tọa dị nơi thân. Có nghĩa là mình ăn chay trường thì cái chuyện chay trường của mình 5, 7 năm, 10 năm, 20 năm gì đó. Nhưng mà mình còn cầm cái vợt mình đập mũi, hay là mình còn cầm cái gọi mình thui, mình thiêu ổ kiến, thì cái đó là mình chưa có chay tâm quý vị. Mà chay tâm là thương người mến vật, có nghĩa là không sát sanh một cái vật nào hết, mà dù đó là cố ý hay là vô tình hay là cố ý đó. Còn tâm thì nó diễn ra rất là nhiều luôn bà con. Thì thôi, hôm nay Quốc Tạo sẽ hỏi câu hỏi tiếp theo, là câu hỏi cũng là câu hỏi cuối cùng để cho tỷ diễn giải hết trong cái chương trình hôm nay. Dạ, cái câu hỏi cuối cùng là cái vị này ở nước ngoài nhưng mà có gia đình ở bên Việt Nam rất là nhiều, kêu bằng là Việt kiều, thì xin hỏi tỷ như thế này là ở Việt Nam có bị khống chế bởi con chip 666 không? Dạ, xin tỷ quan hỷ trả lời dùm, xin thành đạt cảm ơn. Nam mô Di Đà Phật. Và mô Phật, không có chỗ nào mà không có hết. Nó sẽ khống chế bằng cách cho mình tiêm chủng thôi, vaccine. Thì chúng ta hãy cố gắng. Đất nước chúng ta là đất thánh địa, cây cỏ của chúng ta đó là một thần dược. Nên sau này chúng ta hãy cố gắng, nếu chúng ta bệnh, chúng ta dùng thần dược bằng cây cỏ đó. Bởi vậy những người người ta ăn chay, người ta ít bệnh là vậy đó. Chúng ta đừng lạm dụng những cái thuốc thì chúng ta sẽ bị nó thôi quý vị. Nó chuẩn bị tung ra rồi. Nên bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao giữ mình, giữ mình cho tốt, giữ sức khỏe của mình. Mình có bệnh thì mình hãy cố gắng tầm cây cỏ hoặc là nấu thuốc nam đó,
những cái phương thuốc nam của quý huynh tỷ đệ mọi người ta cũng hay làm ra để mà cho đó quý vị, thì chúng ta dùng nó sẽ tốt hơn. Tại vì bây giờ đó gần như là ma dương nó khống chế muốn toàn cầu rồi, không có một giới đất nào mà nó tha đâu quý vị. Nó đã nói thề trước mặt Phật đó, nó sẽ cho đệ tử của nó là con cháu của nó sẽ đầu kiếp lại phá nên tất cả bây giờ đó gần như là nó đã khống chế toàn cầu luôn. Nhưng mà không sao, cái tuồng hát cũng vậy quý vị, cái người mà đóng vai ác á, gần tới kết cục họ vẫn quên quan, họ vẫn nào là coi như là cao cao cống cao ngã mạn, nhưng mà đến rốt cuộc rồi thì cái chánh luôn luôn thắng. Bởi vì công lý lục công bằng, nẻo chánh đương nhiên có nẻo tà, chánh tà hai nẻo đón sau ra, sanh ra tiên Phật người phàm thế, phàm thế muốn tìm phải đến ta. Đó là câu của cha nói đó quý vị. Thì chúng ta muốn tìm cha mẹ của chúng ta là đi về nẻo chánh, thì lúc nào trong tâm chúng ta cũng có Phật hết quý vị, thì chúng ta sẽ đi vào nẻo chánh thôi. Bây giờ đó là đến giai đoạn còn có 2 tháng mấy nữa là cuối năm thìn rồi. Cha có nói nè, long dĩ xà đầu khổ đến nơi, thiên tai nhân họa thảm cho đời, trầu cau rau bán không ai ngó, gạo thóc chạy tìm muốn hụt hơi, chết lục rồng nhường cho rắn lửa, chiến tranh dịch bệnh họa do người, đến chừng gà gái 10 còn 1, Phật Chúa dạy đời thánh đức khơi. Ý cũng cha cũng đã nhắn vào long dĩ rồi đó quý vị, là đuôi rồng, xà đầu là đầu rắn, khổ đến nơi là cha đã nói là khổ đến nơi rồi, thiên tai nhân họa thảm cho đời, đúng không quý vị? Bây giờ thiên tai nè, dịch bệnh nè, rồi sắp đây là chiến tranh nè, trầu cau rau bán không ai ngó, là ý cha nói cái câu trong sấm Trạng Trình đó, được mùa cau đau mùa lúa đó quý vị. Nên cha dụng cái câu đó của sấm Trạng Trình đã ẩn ý bao nhiêu lâu rồi, gạo thóc chạy tìm muốn hụt hơi đó, đã đặng mùa cau đau mùa lúa không quý vị. Chết lục rồng nhường cho rắn lửa, tức là năm rồng nước nước dữ lắm, tháng 10 đây còn nước dữ nữa quý vị. Quý vị thấy không, khắp nơi đều khốn đốn vì nước hết, nhưng mà nước còn đỡ quý vị. Thí dụ như đồ đạc chúng ta kê lên rồi xong rồi chúng ta vẫn còn dùng được, nhưng mà đến năm rắn đây, lửa lửa là không có còn gì hết đó, mà nó cháy nhà cái mạng của chúng ta không biết giữ được không nữa. Nên chúng ta phải làm sao, phải hiểu mà phải cố gắng tu hành để giữ mình, giữ gia đình mình, giữ người thân mình. Chỉ có phước đức của mình mới bao trùm được tất cả mà thôi quý vị. Đến chừng gà gái 10 còn 1, quý vị thấy không, 6 tháng của năm gà là chúng ta rơi vào 5 năm 6 tháng cơ hàn thử. Thì 6 tháng của năm gà mà 10 phần chỉ cần có 1 à. Quý vị thấy không? Khổ ghê chưa? Nhưng mà muội cũng hy vọng là Việt Nam của chúng ta tu hành nhiều, người làm phải làm nhiều. Nhiều chứ không phải là
thắng nhiều không quý vị? Tại vì cái người mang mát tu nhưng mà vẫn còn tham sân, tham là nhiều nhất. Nhiều người dụng tiền của chúng sanh một cách không thể nào mà tưởng tượng nổi hết. Đưa ra một cái đề tài gì đó là bắt đầu kêu gọi. Xong rồi là bắt đầu dùng cái đồng tiền đó một cách bất chấp luôn. Nhưng mà mấy người đó đó, quý vị nhìn nhìn thấu thấy người ta đi, người ta không có chút nào từ bi hiện trên cái mặt hết á. Bởi vì tâm sanh tướng mà. Tướng của người ta xấu rồi, không có cái gì mà sanh được tướng tướng đẹp hết quý vị. Nên chúng ta làm cái gì cũng vậy, phải hiểu. Còn có nhiều người cũng vậy đó, nghe không hiểu mà chỉ phán xét theo cái tâm của mình, rồi cái lọng ngôn, rồi đi bừa theo cái tà đạo hồi nào không hay, theo cái đường lối của không không đúng chánh đạo là không hay. Trong kênh này một đã thấy cũng khá là nhiều người đó quý vị. Nhưng mà thật ra đó, cũng có những người người ta mới mới biết, nhưng mà người ta đã có cái lý trí sẵn, nên người ta nhận biết, nên người ta có những cái tâm á, tâm khi mà tâm mình khởi lên ý rồi mình mới viết ra, thì những người đó sâu sắc, hiểu rõ, trí huệ người ta rất là sáng. Có nhiều người cũng tầm đến muội, giỏi lắm quý vị. Người ta tầm từ ở trong báo ân từ đó, mà người ta tầm được. Người ta ký nguyện mẹ mấy lần đó, xin mẹ cho con gặp được tỷ, thì tự họ được mẹ chuyển gặp liền. Nhưng mà những người đó giỏi lắm quý vị, mọi rất là phục, là nể phục những người đó. Khi mà tiếp xúc ở bên ngoài rồi mới thấy họ giỏi. Thì hôm nay đó, cái đề tài hôm nay cũng gọi là những cái cơ của cha của mẹ xuống nó cũng khá là cao, để cho chúng sanh tấn quá hiểu cho rõ hơn. Mỗi cũng không giảng sâu lắm, để cho mọi người có cái nhìn, cái hiểu, để mọi người cứ comment. Nếu như mà mùi đọc được cái comment của quý vị mà nó đã gọi là nó đã thông suốt rồi, thì quý vị đó coi như là thắng rồi đó. Mong quý vị cứ thẳng thắn comment đi. Lúc nào trong clip của mùi lên, cho dù clip cũ hay là clip mới cũng vậy, có rất ư là nhiều comment. Nên mùi thấy cũng vui lắm. Mọi người đều gọi là đều có một cái tâm từ bi và cái lòng bác ái cũng cũng lớn lắm. Khi chúng ta tâm chúng ta thiện thì chúng ta khởi lên ý thiện. Ý thiện thì chúng ta viết ra những lời thiện. Và sự so sánh để mùi tầm vô đó là mùi hiểu được cái người đó tâm họ phát tới đâu. Và cũng không quên cảm ơn á, những cái lời á, những cái người mà phản biện đó. Tại vì mình không có giận họ đâu, nhưng mà mình vẫn để như vậy để đo cái tâm của mình, coi á, khi mà đọc những lời phản biện đó trước đây á, là mình giận nha, nhưng mà bây giờ tâm của mình nó bằng thẳng hơn rồi. Cũng cảm ơn tất cả các cái lời đó để mà mình biết, mình hiểu, để mà mình đa tâm. Thì cái bài cuối cùng của cha cho quý vị, cha nhắc nhở quý vị, thì mình đọc cái bài kệ này cho quý vị nghe nha. Hạt giống tốt tươi được cấy trồng
Khởi đầu rất nhỏ ví bằng không, hợp duyên cây tốt cho nhiều trái, dụng quả mầm sinh phước chất chồng, chim chóc bốn phương làm bến đỗ, lữ hành nương bóng đợi qua sông, thời gian biến đổi vô thần đến, chẳng tướng chẳng ta vũ trụ đồng. Đây là cái bài cha dạy chúng ta phải hành để chúng ta không có dụng tướng, không có dụng gì hết, không có sinh ta cũng không dụng tướng, mà chúng ta phải dụng tâm. Khi chúng ta dụng được tâm thì ta và vũ trụ là một đó quý vị, tức là ta đắc đạo đó. Những cái bài thơ hôm nay cha đều nhắc chúng ta để chúng ta đạt đạo nhanh nhất. Quý vị cứ đọc rồi quý vị tầm ra thử, thử đúng hay sai. Hôm nay muội còn chút thời gian, muội sẽ đọc cái bài thánh giáo của mẫu để cho tất cả các quý huynh tỷ đệ muội ở nói chung, không nói về đạo Cao Đài hay là không nói về bất cứ đạo nào cả, vì chúng ta cho dù có đạo không đạo, chúng ta đều là con cái của mẹ. Nhưng khi mỗi đọc cái bài này, ai cảm được thì chính họ vẫn còn lương tri lương năng của mẹ đó quý vị. Và chúng ta tự đo lường trong tâm mình, thử xem mình đã đạt bao nhiêu phần để về bên mẹ. Dạ mô Phật. Kẻ thế tục vì ham danh lợi, miếng đỉnh chung đào xới hàng ngày, mặc tình sống chết mặc ai, miễn cho kho vựa đủ đầy kim ngân. Đó là thói tầm thường nhân thế, miếng lợi danh chẳng kể nghĩa nhân. Còn con đã biết tu thân, dồi tâm luyện tánh tinh thần thêm cao, tôi giúp độ đồng bào chủng tộc, hiểu ngọn nguồn cội gốc giống nòi, thương nhau như thể chân tay, gây tình đoàn kết ái hòa cùng nhau. Kẻ thế tục muốn sao ngon miệng, với bét mồm gây chuyện sát tanh, còn con đã biết tu hành, tương rao qua buổi đạo lành dồi trao, thương cốt nhục đồng bào ruột thịt, không nỡ lòng giết chết thú cầm. Đó là con được chữ tâm bác ái hay làm việc nhân. Kẻ thế tục vinh thân cao trọng, đủ mưu đồ, đủ mưu mô lật lọng đảo lừa, còn con khuya sớm chiều trưa, chân thần chữ dạ rước đưa người đời, vào cửa đạo học lời đạo lý, con làm gương chánh kỹ quá nhân, hằng ngày kiếm việc làm ơn, mặc ai tranh chấp thua hơn giật giành. Kẻ thế tục bươi hành nói tỏi, nhọn hai đầu nói bói tha nhân, làm cho người khác oán hờn, hại nhau sống chết thỏa cơn sân cuồng. Còn con biết vai tuồng người đạo, lựa lời lành khuyên bảo gián can, làm cho thuận thảo đôi đàn, gây tình đoàn kết xóm làng thôn lân. Kẻ thế tục khi cơn giận dữ, nói hoặc làm đủ thứ không chừa, hoặc vào luật pháp kiện thưa, hoặc dùng vũ lực có thừa hại nhau. Còn con biết giữ câu nhẫn nhục, chế ngự lòng trong lúc nóng sân, lời hiền lẽ phải phân trần, đổi màu thù nghịch làm thân bạn hiền. Kẻ thế tục hay nghiền đủ thứ, nếp đọa xa trong tứ đổ tường,
tống cùng làm chuyện bất lương, ngõ hầu thỏa mãn tầm thường đọa xa. Còn con biết huy xa xếp chậm, biết giữ gìn giới cấm quy điều, gìn lòng chẳng phạm điều chi. Nên trang hành đạo, nam nhi nữ hiền, kể thế tục mê tiền quý bạc, dám làm điều tội lỗi bất lương. Thì hôm nay cũng đủ rồi. Điều gìn lòng chẳng phạm, gìn lòng chẳng phạm điều chi. Nên trang hành đạo, nam nhi nữ hiền, kể thế tục mê tiền quý bạc, dám làm điều tội lỗi bất lương. Đó là những thói tầm thường, không ra mái chém, khám đường cũng vô. Kẻ thế tục ma cô chứa bạc, dám làm điều tội ác mưu sinh. Còn con đạm bạc dư hành, không gây nghiệp xấu nghề lành sanh nhai. Kẻ khác nữa Phật đài nương bóng, tứ thời nghe chuông trống rền vang. Nhưng về tiền bạc tính toan, phân minh sổ sách không an chút nào. Con biết sợ trời cao có mắt, lại ngán người khuất mặt chép ghi. Một đồng một chục chi chi, phân minh sổ sách chẳng ly mãi hào. Đó điển hình những câu thí dụ, để cho con ghi chú học bươn. Những gì là thói tầm thường, những gì là cái phi thường vân vân. Con còn mang sắc thân độ thế, con còn sanh trong lúc tuổi đời. Vì cơm áo phải đua bơi, sớm hôm tần tảo cho đời ánh no. Nhưng mưu sinh đừng cho bạc ác, làm cho nhiều tiền bạc phô trương. Rồi gây hành động bất lương, rồi gây nghiệp xấu, liên đường tiến thân. Người tu học thà cần cù khổ, hơn giàu sang lố nhố lăng nhăng. Cũng thời tìm kiếm miếng ăn, giữ lành hai nẻo khá toan lọc lừa, duy trì kim mẫu ấn ký. Và một Phật, đây cũng là những lời sau cùng của muội dành cho quý vị đó. Quý huynh tỷ đệ muội của chúng ta hãy cố gắng nghe cho kỹ, hiểu cho rõ những gì hôm nay muội và Quốc Tạo trao đổi, để mà cho quý huynh của chúng ta nghe, để chúng ta hành cho những bước cuối cùng của chúng ta lên thuyền. Nếu quý vị, muội cũng xin chúc tất cả quý huynh tỷ đệ muội của chúng ta trí huệ phát khai, thân tâm an lạc, và cố gắng luôn luôn giữ gìn lục tự Di Đà trong tâm, để mà chúng ta có thể làm những đứa con ngoan hiền mà bước lên thuyền Bát Nhã, để được đưa về nơi xưa chốn cũ, đó là quê xưa của chúng ta đó quý vị. Dạ mô Phật. Dạ mô Phật. Dạ chào tỷ. Để có điều gì hỏi nữa không? Dạ, dạ cũng dài, để cũng hết câu hỏi rồi đi. Thôi thì chúng ta kết thúc, khi nào tỷ rảnh thì tỷ tiếp tục nói chuyện. Mong rằng tất cả mấy các quý huynh tỷ đệ muội thoát qua được những kiếp nạn sắp tới, và cố gắng hành trì lục tự Di Đà. Và mô Phật.
Để chào bác Tạo nha. Dạ, chào. Đường thì ai muốn làm con đường nào thì làm. Đối với Quốc Tạo lúc nào cũng là đức thầy, không có ai khác hết, cũng là đức thầy. Chết hay là sống hay là chung hay là cái gì bất cứ hay là cái gì đó khó khăn gì cũng là đức thầy, chứ không có một cái vị nào khác cả. Quốc Tạo đối với Quốc Tạo là vậy ha. Thì thôi bây giờ thì cái chai dầu vừa rồi giới thiệu với bà con đó, thì sản phẩm chúng tôi đã để vào đây rồi. Hiện bây giờ đó đã lên 21 vị thuốc bắc. Thì những vị thuốc bắc ở trong đây nó ngừa bệnh nha. Thì nó ngừa là tất cả các bệnh ở ngoài không khí, ho lao, bệnh bác cậu nói những cái bệnh mà gọi là nó hiện nay đó, mà gọi là cái bệnh mà được thêm thuốc vào đó, bệnh bạch hầu, bệnh nóng sốt bình thường, bệnh nóng sốt của những cái bệnh mà sốt và sốt mà sốt ban bạch nè, rồi sốt xuất huyết nè, tất cả bệnh sốt đều được hết. Và cuối cùng là cái bệnh gọi là cái bệnh mycoplasma của ở bên Nhật Bản, hiện giờ nó đã bùng phát lên, thì không biết nó vào Việt Nam lúc nào. Cho nên chúng ta có chai dầu này, hứa với bà con, hứa uy tín với bà con, nếu mà ai mà sức dầu Quốc Tạo trong vòng 3 tiếng trở lại đi vào dùng dịch mà bị dịch, xin cho Quốc Tạo một lời nói, xin cho Quốc Tạo một cái comment, một cái lời nói điện thoại trực tiếp lại, từ đó giờ chưa có ai bị bao giờ. Tỷ lệ nếu mà nói về 100% thì quá đáng, nhưng thật sự ra mình phải nói là 99% ngừa bệnh rất là tuyệt vời quý vị, ngừa bệnh rất là tuyệt vời. Thì chai dầu Quốc Tạo hiện hiện giờ nó đã có thêm một cái mùi vị mới nữa, mà cái mùi vị mới này đó thì bà con điện Quốc Tạo sẽ tham khảo cái mùi vị đó, Quốc Tạo sẽ gửi dầu mùi vị mới đó cho bà con. Đó là cái bí quyết của Quốc Tạo không nói trên đây ha. Thì mình cái chai dầu này mình sẽ cho qua bà con ơi. Chồng mình làm công sở nè, vợ mình làm công sở nè, làm gùa, làm guộng, làm gãy nè, làm ở chợ búa buôn bán nè, làm ở công ty nè, làm ở chỗ đông người nè, ở chỗ trường học em cháu mình nè, bà con đưa một người một chai dầu tuyệt vời lắm bà con. Dầu bây giờ lên 5.000 một chai, hứa với bà con luôn, Quốc Tạo chỉ để đúng 4.000 một chai thôi, đúng 4.000 một chai thôi, vì lòng từ bi, vì lòng từ bi quý vị, không 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 nghĩ gì cái và cái dành vật chất. Cho nên ở đây Quốc Tạo dụng cái mình bán thuốc, mình lời chút đỉnh đặng để mình làm trận điều của quyền, in kinh ấn tống, làm chuỗi, làm này làm kia, máy niệm Phật này kia để tặng cho bà con đó. Chứ mình ăn một ngày nhiêu quý vị, ăn ngày 10.000 đồng cơm mà không biết đủ không nữa, không biết tới không nữa, nhưng mà mình có được tiền nhiều rồi mình cũng không giữ được đâu quý vị. Cho nên ở đây Quốc Tạo đã ngấm ngầm được giáo lý của thầy, thầy nói là sống tranh đua khi chết cũng xương tàn, cho nên mượn cái đuốc huệ đánh tan mùi tục lỵ. Hay là thầy còn nói nữa, thầy nói là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem gài hầu non, chỉ có tội với phước hỡi còn thôi quý vị à. Thì thôi mình sẽ cho vấn đề này qua, tại hôm nay sản phẩm của mình nhiều và có nhiều sản phẩm mới Quốc Tạo cần giới thiệu đến bà con. Quốc Tạo nói chuyện hơi nhanh, bà con nào tiếp thu kịp thì tiếp thu, còn không tiếp thu kịp thì mình trực tiếp mình điện vào số điện thoại là 092 7731 654 và số thứ hai là 038 38 937 63. Đúng ra là thêm một số nữa nhưng mà không, mình sẽ dùng hai số thôi, tại vì máy này vừa nghe xong mình mở ra mình buông ra thì chụp cái này mình nghe kịp, còn ba máy thì mình nghe không không kịp. Mình làm cái gì cũng có giới hạn của mình ha. Thì ở đây Quốc Tạo được bà con nói là có bàn tay phục dược, tức là mát bàn tay, khi thuốc này đưa đến bà Quốc Tạo đưa đến cho bà con dùng thì bà con dùng hết bệnh, mà quý vị ra ngoài tiệm mua thì không hết bệnh, nó đặc biệt như vậy đó. Thì cho nên Quốc Tạo cũng mai thai cũng được một cái sự ưu ái của bà con, cho nên Quốc Tạo cũng cố gắng để là làm đường ngay thẳng có thằng độ cho ha. Thì sản phẩm Quốc Tạo cũng giới thiệu như hàng ngày, thì Quốc Tạo giới thiệu lón ngang là Quốc Tạo có một cái combo 120 ngàn, tức là ba chai dầu diêm son ngừa Covid, hai chai nhỏ diêm son, một hũ thuốc ngứa, hai chai nhỏ mắt và một chai thuốc gụ, tức là một sản phẩm này là combo 120 ngàn miễn ship ha. Còn nếu bà con lấy thêm một cái cặp thuốc này nữa thì cặp thuốc này nó là 350 chục ngàn, sẽ cộng vào cái combo sẽ miễn cho bà con 70 ngàn, tức là combo còn lại 50 ngàn, cộng vào đây là 400 ngàn là miễn ship ha. Còn ở đây chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bà con là hai loại thuốc, hôm nay nó sẽ mọc lên một loại nữa là ba loại, tức là thuốc nhất, cặp thuốc nhất và thuốc tê, thì bà con lấy cái combo sẽ hỗ trợ cho bà con chỉ có đúng 50 ngàn thôi và miễn ship.
đó là hỗ trợ cho bà con. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu tiếp tục, ở đây là thuốc diêm son. Thì ở đây chúng tôi muốn phân biệt cho bà con biết là hôm nay chúng tôi đã nâng cấp thuốc diêm son lên. Đây là có hai loại, một loại là màu đen sậm, một loại là màu tím. Thì cái loại màu đen sậm là cái loại cũ, còn loại màu tím thì là loại mới, nhưng mà nó xê xích với nhau là 9 và 10 chứ không phải xê xích nhau nhiều. Thì cái loại diêm, cái loại mà diêm son mà màu tím này đó là được nâng cấp lên để nhỏ vào, có nghĩa là nó mạnh đến nỗi gì nào quý vị, trước khi quý vị dùng quý vị xúc cho đệ. Diêm son này là nhỏ trực tiếp vào lỗ mũi và nhỏ lỗ tai thúi, diêm lỗ tai đó. Thì quý vị mà sức làm mà xúc mạnh lên, quý vị chưa nhỏ đó, quý vị để gì nè, nó thơm hợp cực mùi thuốc bắc vậy đó, quý vị lấy tay quý vị chấm vô. Xức vô thôi. Xức vô như xức dầu vậy đó, còn người nào nhát xức gì đó. Còn người nào mà muốn vô sâu nữa thì cầm bông tâm chấm xe vô. Còn người nào gan nữa nhỏ vô, trực tiếp nhỏ vô, tuyệt vời lắm quý vị. Bệnh diêm son cỡ nào cũng hết hết trơn. Hứa quý vị luôn, vài chục năm là cũng hết luôn. Đó. Xức như gì nè, mà cái mùi thuốc bắc nó thơm nồng vậy đó quý vị, nó thơm nồng vậy đó quý vị, nghĩ đi, nó mạnh cỡ nào. Quán cạo làm maximum luôn, làm gì lòng từ bi của mình. Cho nên hôm nay cũng báo với bà con, chai thuốc nhỏ diêm son và chai thuốc nhỏ mắt, một loại tăng lên 1.000 nữa, tức là một loại 5.000 một chai. Không có đáng giá bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi mua chai và chúng tôi làm thuốc nâng cấp lên để cho bà con dùng cho nó hay, cho nó đến cái mức độ mà tối thiểu luôn. Quán cạo làm hết mình, mà bà con không hết bệnh thì cái chuyện đó là cái chuyện nghiệp thôi, chứ còn quán cạo làm hết mình rồi đó. Tiếp theo là lọ thuốc ngứa này, cũng báo với bà con luôn, hiện giờ lọ thuốc ngứa này nó đã lên là 23 vị thuốc bắc. Nó thua thằng thuốc rượu này là nè 2 vị. Thì ở đây cái này lọ này đó, quý vị đừng có ham nó lớn hay là nó bự nó đầy như thế nào, không thành vấn đề đâu. Mà quan trọng là quý vị sức vào nó có hết bệnh hay là không, nó có bệnh là không. Thì ở đây cái loại thuốc này đó cũng báo với bà con luôn là hiện bây giờ chúng tôi chia lại cho bà con rất là chạy luôn. Hiện giờ cái lọ này chúng tôi chia lại là 30.000 một lọ, 30k. Báo cho bà con giá thẳng luôn, lúc trước là 25k. Thì thời gian gần đây quá rồi quý vị ơi, quá, gọi là dầu dừa cũng lên giá, thuốc bắc cũng lên giá. Mà nếu giữ chân như vậy hoài đó, thì bán nó lỗ, chia lại con bà con nó lỗ. Mà chia lỗ thì hết vốn làm, cho nên là chúng tôi chỉ chia lại đủ phần về vốn thôi, đang dụng chúng tôi bán thuốc thôi. Cho nên chúng tôi chia lại với cái giá là 30.000, 30k, báo với bà con luôn. Thì ở đây bà con sức vào lông ben, lát biến, lát đồng tiền, nấm ăn, kẻ chân, kẻ tay, ghẻ, lở, u nhọt đều hết. Sức vô mặt cũng được luôn. Nhưng cảnh báo là sức vào ban đêm và rửa mặt buổi sáng đi, không sức vào cái mặt, còn chỗ khác sức thoải mái. Luôn hiện bây giờ có đứa cháu mới đây nè. Nó bệnh nó nổi chân chín giái nó quý vị, hai hòn chín giái nó nổi cục gì nè quý vị. Nó nổi mà dòm thấy mà mình cảm giác mình sợ luôn đó. Bác cạo cho nó uống thuốc ngứa này nè, thuốc giải độc gan này nè, uống mỗi ngày một viên, là uống 3 ngày nay rồi. Và thuốc cái này nè, bôi vô, sáng bôi lần, chiều bôi lần, bôi vào cái đó, bôi hết cái chỗ đó luôn. Nó cục bây giờ gầy, nó gạp mất tiêu chứ quý vị. Nó gạp mất tiêu chưa? Thấy quý vị thấy tuyệt vời chưa? Đó là người thật việc thật. Những cô bác nào bị lông ben, lát biến, lát đồng tiền, mà những cái núm da mà nó đeo bám theo mình thời gian qua mà mình chỉ thuốc gì không hết, thì quý vị đừng có sợ. Khi gặp quốc tạo, nhức nè, mỏi nè, tê nè, đó là không còn nói đối với quốc tạo nữa, không còn vấn đề. Và những bệnh ngứa đó là đối với quốc tạo không thành vấn đề luôn. Xíu quốc tạo sẽ giới thiệu cái phần ngứa kia cho bà con nghe đó. Nước ăn chân tay, cải chân cải tay, nứt da, lỡ da này kia đó, rồi u nhọt đó, sức được hết. Cái lọ thuốc này là bách bệnh luôn, tại nó tới 23 vị thuốc bắc rồi. Còn cái chai nhỏ mắt này á thì cũng giới thiệu cho nó nhanh qua. Thì chị mây cờm, mây thịt, mờ mắt, lem lép mắt, cặn mắt, mắt hột, mắt đỏ, tất cả các bệnh về mắt, gèn mắt, đổ mắt sống đó, là cái bệnh là thông thường. Ngứa mắt này đó là thông thường, nhưng mà nó có một cái tác dụng phụ, tức là nhỏ vào nó sẽ gác 15 giây. Nó gác là mình ngâm bằng rượu, quý vị, mình ngâm bằng rượu. Nó công dụng của nó là nó sẽ trị tất cả các bệnh về mắt. Thì ở đây quốc tạo sẽ nhỏ, lúc nào quốc tạo cũng sẽ nhỏ, đặng để chi, đặng để đối chứng lại những cái câu nói mà của người ta nói là thuốc rượu nhỏ vào sẽ đuôi con mắt. Thì quốc tạo đã nhỏ hết 2 năm nay rồi, con mắt quốc tạo rất là sáng luôn, và nhiều bà con đã nhỏ rất là sáng mắt. Cho nên là cái chuyện đó là cái chuyện, cái giọng ngữ hay gì đó thì cái chuyện của người ta đó, thì cái chuyện đó là chuyện của người ta sẽ bị trừng trị. Còn cái chuyện của mình là mình biết của mình, là mình đồ tốt, đồ thiệt, vàng thiệt thì không sợ lửa, càng đốt thì càng sáng ha. Bà con có bệnh mắt gì cứ liên hệ quốc tạo, quốc tạo nhỏ bà con xem. Có người nói chú tạo ơi, tôi nhỏ như một lần nha, tôi sợ đến nỗi mà tôi không dám nhỏ vô lần nữa luôn, tôi sợ. Bà con đừng có hoang mang cái chuyện đó. Mình gác á,
là mình bị gắt gụ bà con. Nè bắt đầu nhỏ bên hai giọt luôn nè, thấy không? Nhỏ quen rồi là nó đã ngứa. Nhỏ quen rồi là nó đã ngứa chứ nó không có còn bị cái vấn đề là cay gì nữa quý vị. Hiện giờ nó đang đã ngứa quý vị, đang đã ngứa mà nhỏ một lần hai giọt luôn. Đó. Đó cả đó, đúng 15 giây đó, nó là cái tạo quét những cái dư thừa ra nè, đó, bình thường đúng không? Là bình thường, đó. Nó bình thường. Lúc nào nó có cạo nhỏ nè, mỗi lần giới thiệu là nhỏ vậy, một tuần lễ mới nhỏ một lần thôi. Là cái như thuốc này là còn ở trong nhà có cạo thì để sẵn một cái loại khác để dành nhỏ đó cho bà con biết. Còn ở đây là thuốc gụ, thuốc gụ này đó thì ở đây là có nhiều bà con mới mua lần đầu nói ủa sao em đông cái chai mà em đông kỳ vậy. Dạ kính thưa quý vị, lúc trước là mình đông như vậy nè, mình để cho bà con là 60k, nhưng mà mình đông lên đầy á, mình để cho bà con 80 hay là 90k đó, bà con không có chịu, không có chịu, thà để cái gì mua nó, chứ không phải là mình muốn làm như vậy ha. Cái thứ hai bà con đừng có nghĩ là nó nhiều nó đầy nó bự gì, đừng nghĩ vậy, nghĩ là chất lượng nó thay vào trong mình của quý vị nó có sao không, nó có tốt không. Thì ở đây kính thưa, thứ nhất là cái chai thuốc gụ và sản phẩm chế của cạo ra là hứa với quý vị luôn, cả cái thế giới này không ai có cả. Không phải người ta không có nguyên nguyên liệu chế ra, nhưng mà người ta không biết nguyên liệu để làm ra ở đâu lấy gì đâu. Và cái thứ hai, nếu mà người ta làm người ta bán đó là người ta sẽ không có đủ, không có làm nguyên liệu đầy dãy như thế này, mà người ta sẽ làm bớt nguyên liệu. Còn đối với quốc tạo là đầy dãy hết trơn, dư luôn chứ không chứ không cho thiếu, ngâm là ngâm dư. Nó bạc hà băng mà quý vị tính đi lấy cái lóng tay mà đo gì là một lóng tay cỡ nào quý vị, một ký hai triệu đó, bạc hà băng của Ấn Độ đó. Thì ở đây tác dụng của nó là bóp, so bóp người làm mình bóp là ví dụ như quý vị tối ngủ không được, quý vị tha này nè, hai gần cổ này tha cho sống cái ngủ rất là im, nhức mỏi chỗ nào bóp chỗ nấy, sưng chỗ nào bóp chỗ nấy, nó hỗ trợ tuyệt vời luôn. Nó hỗ trợ cặp thuốc nhất này là đại tài luôn, nó hỗ trợ cặp thuốc tê này đại tài luôn, nó hỗ trợ qua cái thuốc gút luôn, tôi mới tạo có một hộp thuốc gút nữa, hỗ trợ đại tài luôn đó. Thì ở đây quốc tạo sẽ thông báo với bà con là những sản phẩm mới như thế nào, rồi hôm nay mình sẽ cho nhanh qua ha, đặng mình giới thiệu sản phẩm mới ha. Sản phẩm mới rất là hay luôn, tuyệt vời lắm. Thì cái chai rượu này đó là hiện giờ nó lên tới 80.000 một chai rồi, nhưng hứa với bà con thiệt, hứa với bà con luôn, quốc tạo sức rất là nhiều luôn, không bao giờ lên giá, để cho bà con dụng mua nó hộp thuốc này, nó tặng cho mình cái combo này, nó tính cho mình rẻ tiền mình lấy cái này mình nhỏ mắt, cái này dùng cái này mình ngứa này kia, thiệt như quý vị chứ tính toán tới cỡ đó đó, tính làm sao mà cho bà con có lợi lộc là tính rồi, tính phải đem, phải tặng bà con máy niệm Phật, phải chuỗi, phải thuốc của tỷ cơ, rồi phải kinh giảng, phải tặng cho bà con đang để giao duyên cho bà con tu, giao duyên cho bà con tu quý vị. Kẻ xa thì mến đức ăn, làm cho người gần ganh ghét khinh khi, nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tà gian. Cái đó là cái chuyện của người ta, còn mình thì mình phải thực tế, phải làm áp dụng vào thực tế quý vị. Có những cái việc mình nói thì nói dễ lắm, nhưng mà mình làm nó rất là khó. Còn ở đây quốc tạo làm quanh năm suốt tháng, hình thầy vẫn có cho bà con, cung cấp đầy đủ cho bà con, không thiếu cái nào hết. Tiền thuốc, tiền men quốc tạo bán được dư giả chút đỉnh, quốc tạo đắp vô đây hết, in kinh đáng cống. Quốc tạo mới in kinh được 100 bộ kinh. 100 bộ kinh đó thì ở đây là có rất là nhiều cô bác đã sẽ được tới tay của mình một cái cuốn kinh in như thế này, chút xíu tạo cho giới thiệu sau. Rồi mình sẽ cho qua phần đó, mình sẽ giới thiệu cặp thuốc nhất. Cặp thuốc nhất thì bà con biết rồi. Chị nhức mỏi thần kinh tọa địa điểm gây cuộc sống thoái quá, chị tất cả các bệnh mà về bệnh tê nhức, nhức mỏi, về nhức mỏi. Ở đây cô bác nào cha mẹ mình yếu, già cả, bị lên lầu xuống lầu không được, ngồi xuống đứng dậy không được, rồi lại chút xíu nữa lại nữa không được, rồi ngồi niệm Phật đứng dậy không được, vô nhà tắm ra không được, lên lầu thắp nhang không được, thì ở đây cặp thuốc này sẽ đáp ứng nhu cầu cho bà con. Hứa với bà con uống hết cặp thuốc, bà con đi tới đi lui bình thường, như vậy mới hay quý vị ha. Đau khớp háng này kia vẫn được hết đó. Thì họ cặp thuốc này lúc nào nó cũng phải nhờ cái thằng gụ này đi chung với nhau nó mới tuyệt vời ha. Rồi thì mình sẽ nói cho bà con biết quốc tạo có hai cái liệu trình, một liệu trình, một cái combo là 120, thêm cặp thuốc nhất này nữa tức là 400, đó là cái combo 400, bà con cho bà con phân biệt. Rồi quốc tạo sẽ trả lời vấn đề, sẽ giới thiệu về cái hộp thuốc tê. Ở đây là tê bì chi, giới thiệu rất là nhiều lần rồi, chỉ 4 bệnh tê tay, tê chân, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, đau vai gáy, kém trí nhớ. Thì ở đây thuốc của Nhật Bản, tê bì chi kết hợp với Nhật Bản, thì thuốc này bà con uống nhiều người cũng hết bệnh rồi. Nhưng mà ở đây bà con biết rồi,
có lắm lúc những cái loại thuốc rất là rẻ tiền luôn nhưng mà lại uống hết bệnh. Nhưng mà có loại thuốc rất là mắc tiền luôn mà uống không hết bệnh. Đó là do cái cơ thể chúng ta, cái cơ địa chúng ta nó có cảm, nó có hợp với loại thuốc nào. Đó, ví dụ như cô A uống thuốc này, cô A ăn được ngủ được. Cô B uống thuốc này, cô B không ăn được, cô B ngủ không được. Đó. Rồi nó những cái thành phần thuốc khác nhau cho nên Quốc Tạo đã và đang nghiên cứu ra thêm hay dành thuốc này thuốc T, T bị chi đúng không? Rối loạn tiền đình, thiếu máu não, đau vai gái thì ở đây học thuốc này cũng như vậy. Học thuốc này cũng y gan cái thành phần như vậy, nhưng mà nó là lại cái hãng khác. Nó là lại cái hãng khác thì ở đây Quốc Tạo tạm gọi là ở đây là hợp thuốc thuốc T nhất, thuốc T vàng. Ở đây là thuốc T TBG, thuốc TBG và thuốc T vàng. Thì ở đây bà con hai hộp này giá cả bằng nhau, thành phần bằng nhau, nhưng mà hai loại thuốc nó đều có những cái hay của nó khác nhau. Thì bà con cứ việc dùng, loại nào thấy ok thì mình dùng. Loại này có để cái đầu luôn, thiếu máu não luôn, ở đây cũng có thiếu máu não luôn, có tê tay tê chân luôn, có luôn giãn mạch máu, đây có hết, tất cả mọi sản phẩm đều có trong đây hết. Và hai loại thuốc này đều là loại thuốc của Nhật Bản kết hợp ha. Thì ở đây tại sao Quốc Tạo lấy thêm loại thuốc này chi nữa, tại vì có một số người ta dùng thuốc này người ta không hợp, ta chỉ đỡ thôi. Quốc Tạo sẽ đưa thêm cho bà con loại thuốc này nữa cho bà con dùng. Thì loại thuốc này Quốc Tạo cũng kiểm duyệt hết một tháng nay rồi mới tung lên sản phẩm lên đó, thì bà con tạm gọi là thuốc T và thuốc có loạn tiền đình màu vàng và thuốc T bì chi ha. Hai hộp thuốc này sẽ được hỗ trợ một cái combo hết. Rồi tiếp theo là chúng tôi có thuốc nhỏ viêm uống viêm son luôn ha, uống viêm son đây ha. Thì tiếp tục đến thì thuốc đây là thuốc chỉ, thì chỉ này đó là chỉ này của Hồng Kông, để mà xe Hồng Kông luôn. Thì khi bà con dùng thuốc chỉ, bà con ở đây Quốc Tạo đã nghiên cứu thêm, thì cũng như thuốc tê, có một số người ta dùng thuốc chỉ mà người ta chỉ bớt được có 70-80%, mà ta không bớt hết 100%. Và cái liều lượng giống như cái người tôi uống một hộp ta hết, cho tôi uống ba hộp cho tôi chưa hết vậy Quốc Tạo. Đó là cái cơ địa của mỗi người và bệnh hoạn của mỗi người, bệnh nặng và bệnh nhẹ. Thì hôm nay Quốc Tạo sẽ kết hợp thêm, đó là chỉ, đây là một cái loại chỉ nữa, xin để cái này xuống. Ở đây là một cái loại chỉ nữa, thì cái loại chỉ này nó kết hợp như thế nào? Thì ở đây là một cái loại chỉ là để là viên bách chỉ, ở trong đây nó có 6 dĩ, một dĩ là 10 viên. Chúng tôi sẽ kết hợp chỉ này và chỉ này vào cho bà con dùng, tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời. Hai loại chỉ này kết hợp rất tuyệt vời luôn đó. Thì bà con cứ điện thoại để Quốc Tạo tạo cái tư vấn và sẽ để cái giá sát cho bà con, để cho bà con tiêu dùng được lâu dài bền ha. Đó, ở đây chúng tôi có loại chỉ luôn, chỉ này hai loại chỉ một lượt luôn đó. Và ta tiếp tục đến là thuốc ngứa, thì thuốc ngứa này không thể nào mà bỏ qua được. Thuốc ngứa này là dưỡng bì đan chuyên trị nè người có chức năng gan suy giảm do viêm gan, sơ gan, mảng ngứa, nổi bề đai, vàng da và những cái bệnh mà gọi là khô da cũng trị được luôn, là do gan xanh ga, nóng do gan xanh ga, uống rượu nhiều nổi mụn này kia cũng được luôn. Những cô gái dị thì đó dùng cũng vẫn được luôn, dùng cũng vẫn là mụn này kia nó sẽ giảm bớt lại. Đúng đó là mình do gan mình quý vị dơ có nhiễm độc, cho nên là thuốc này là giải độc gan, là cũng gọi là thuốc ngứa luôn ha. Bà con cần thì liên hệ, ở đây là chúng tôi đã rất là thành công trong sản phẩm này. Rồi tiếp theo đó là hộp thạch lâm thông, tức là trị về cái sạn thận. Có cô đó hỏi em ơi, nó trị sạn thận có trị bệnh tiểu voi không em? Tiểu voi là từ cái tiểu voi mà nó làm ra sạn thận đó bà con, cho nên bà con cứ yên tâm cứ dùng ha, không có thành vấn đề cái chuyện đó. Tiểu voi là bình thường rồi ở đây cho đây có thêm một cái thành phần nữa là giúp lợi tiểu, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc sỏi tiết niệu, tức là sỏi mặt, sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi tiết niệu là đều giải quyết được hết thuốc này. Ở trong thành phần thuốc này nó có để là kim tiền thảo nữa, có nghĩa là trong kim tiền thảo thành phần thuốc trong đó ở trong đây đều có, và có thêm thành phần thuốc khác nữa, cho nên nó chỉ rất là hay quý vị, rất là tuyệt vời luôn. Thuốc này á Quốc Tạo thấy rất là hay trong cái cuộc sống của mình luôn quý vị, ai cũng có voi, cũng có sạn thận đó. Còn đây là thuốc ho, thì ho này á thì nó chỉ ba bệnh: ho đêm, ho ngày, ho dây dẫn, ho gà, ho khan, ho đờm, ho gió, tất cả các bệnh ho. Và chị luôn bệnh hen suyễn khi chúng ta tắm ban đêm, làm việc quá giờ tắm ban đêm, những bạn gái, bạn trai gì đó. Rồi ở đây là chị thêm phổi nữa, phổi chúng ta là những cái thời mùa Covid này đó, con Covid nó ăn thẳng vô cái lá phổi chúng ta, thở rất là khó, thở hơi dốc như nè,
mà con thấy con cháu mình ưa thở gì là biết nó bệnh rồi đó, mua gì hộp thuốc là về uống hết liền. Còn ai mà ho dăng dẳng ho sao cũng hết hết, ho là hết. Rồi ở đây là giãn tĩnh mạch, thì là giãn tĩnh mạch trong, giãn tĩnh mạch ngoài, giãn sử dụng được hết. Thì giãn tĩnh mạch sưng lên, phù lên, nổi gân xanh gân đỏ uống được hết, nhức nhức tê uống được hết luôn, là cái bên cái hộp giãn tĩnh mạch đó nghe bà con. Còn đây là huyết áp, huyết áp cao mình uống bình lại, không có còn huyết áp cao nữa, không có gây qua cái bệnh đột tử khơ khơ. Dạ. Thì ở đây tiếp tục đến là cái hộp tiểu đường. Thì tiểu đường này chúng tôi xin đọc là tiểu đường viên uống được nửa tháng, còn tiểu đường tán cũng tiểu đường nữa uống được 20 ngày trở lên. Thì ở đây chúng tôi có là dây thìa canh, câu kỷ tử, khổ qua, dảo cổ lam. Thì tiểu đường này tại sao mà có thuốc tây rồi mà chúng ta lại uống thuốc bắc này chi nữa? Thì kính thưa quý vị, thì thuốc tây thì quý vị cũng biết rồi đó, mẹ quốc tạo uống thuốc tây 4 năm nay đã ra đi mãi mãi, là do uống thuốc tây mình chỉ trông vào cái việc là đường nó thấp thôi, nhưng mà chúng ta không trông vào cái việc quan trọng hơn là cái việc biến chứng của đường. Nó gút ngừ, nó biến chứng, nó khô héo con người, nó nóng thì nó gút, rồi ăn không được, ngủ không được. Còn đường này là ăn được, ngủ được, mát mẻ, không biến chứng, đường bình lại từ từ. Như vậy mới đặc biệt. Ví dụ như quý vị uống thuốc tây, đường hạ xuống cái ụt xuống, ụt xuống trong ngày liền. Uống thuốc này từ một ngày rưỡi nó mới hạ xuống. Mà nó khi mà nó hạ xuống rồi, nó khó lên lắm quý vị. Nó khó lên lắm. Vì thuốc bắc nó làm rất là tuyệt vời. Đó, ăn mát mẻ, ngủ được, ăn được. Nó cho nên là chúng ta nên suy xét lại để uống chung với thuốc tây, và có thể chúng ta bỏ thuốc tây trong vòng một tuần hai tuần, chúng ta bỏ loại thuốc tây ra uống chung với nó. Ví dụ chúng ta uống ngày hai lần mà nó đường nó bình thì thôi, mà nó không bình thì chúng ta uống ngày ba lần đường nó bình lại liền. Hai loại này đều giống nhau, đường ha bà con, đường, huyết áp chết đem theo, không bao giờ hết bệnh đường huyết áp cái gì. Quý vị nhớ điều đó, đường huyết áp. Rồi tiếp tục ở đây là cái một xị rượu tiêu của bên Quốc Cường gửi Quốc Tạo để giới thiệu với bà con là rượu tiêu. Rồi Quốc Tạo cũng có chia sẻ với bà con là Bạc Hà Núi luôn ha, Bạc Hà Núi luôn. Còn đây là rượu tiêu, rượu tiêu là trị về những bệnh dịch sắp tới đây nè, bệnh dịch nè, phổi nè, thiên thờ địa lỡ, ói mửa ỉa nè, và ngừa không khí luôn. Đây là rượu tiêu Quốc Cường nó ngâm trên một tháng rồi, thì nó tung lên nó để nó chia sẻ với bà con đó, thì bà con cần thì liên hệ Quốc Tạo. Rượu tiêu ngâm trên tháng rồi. Còn đây là dầu dừa nguyên chất. Thì ở đây là dầu dừa chúng ta uống sáng muỗng canh, chiều muỗng canh, giải độc gan, độc thận, độc tim, giải tất cả những cái chất độc trong mình chúng ta. Đó là dầu dừa nguyên chất. Dầu dừa ở đây chúng tôi nấu bằng thủ công, bằng nấu bằng thủ công nghe, không hề ép, không hề gì hết. Chúng tôi để lâu được. Cái dầu dừa này Quốc Tạo giới thiệu là 4-5 tháng nay nè, có gì thấy bình thường, không có bị gì hết. Mở ra thơm bưng, không có chuyện gì xảy ra. Ở đây là mật ong. Thì mật ong này á, cho báo với bà con luôn, ông này là ông nguyên chất. Thì ông nguyên chất này á, là chúng ta thử bằng cách là để cộng hành vào trong vòng 5-10 phút, chúng ta lấy ra cộng hành nó héo, và chúng ta gót một muỗng lông đền của mật ong, chúng ta để vào cái ly, chúng ta gót vô nước bằng lóng tay, chúng ta quậy đều lên uống. Nó chua chua là nó là mật ong giả, còn nó ngọt là tức là mật ong thiệt. Đó, mật ong này Quốc Tạo cũng được những anh chị ở trên Campuchia đi làm chung với người Cam, thấy trực tiếp người Cam bắt rồi mình cũng chia sẻ đem về đây để chia sẻ với bà con làm thuốc. Còn đây là máu nhiễm mỡ, nói cho nó nhanh. Ví dụ như chúng ta máu chúng ta nhiễm mỡ một lông, cái này là một cái gân, cọng gân của chúng ta. Điển hình ở đây là cái ngón tay này là máu nhiễm mỡ 2/3, thì chúng ta sẽ bị khó chịu, nhức đầu, chóng mặt, qua mắt, ù tai đó, mà chúng ta không biết bệnh gì mà đi khám bệnh khác không à. Nó nhiễm là 2/3. 2/3 thì lúc này chúng ta căng nha, chúng ta là bị tim mạch nè, huyết áp nè, chúng ta sẽ bị co giật nè, sôi bọt mồm bọt miệng nè, nó chúng ta sẽ bị choáng váng đầu nè, lâu nè, rồi cuối cùng là chúng ta sẽ ngủ một đêm thức dậy là sẽ bị bán thân bất tội, và kêu bằng đột tử của mấy cái người mà nói đột rồi đột ngột tử là chết, đột ngột chết đó. Thì đó là cái những cái bệnh mà của bệnh máu nhiễm mỡ. Hầu như con người ta ai cũng bệnh máu nhiễm mỡ hết quý vị, ai cũng bệnh hết. Quốc Tạo cũng có, Quốc Tạo uống hết rồi, Quốc Tạo cấp độ 4 uống 4 hộp giờ hết trơn rồi, còn có cấp độ 1 mấy ngày uống mấy ngày chắc hết rồi, không còn đâu đó. Cho nên là ở đây ai cũng bị máu nhiễm mỡ hết, ít và nhiều thôi. Bà con nên dùng để mình tránh được những cái gì mà khó khăn sau này. Còn đây là cái hộp thuốc này cũng giới thiệu bà con luôn, là hộp thuốc tên là Nam Dương Thất Bảo Đơn.
thì Nam Dương Thất Bảo Đơn này đó quý vị thấy không, rất là đẹp luôn, nhưng mà không phải chú trọng về cái bề ngoài, muốn tạo chú trọng về cái sản phẩm là nó là 100 viên, nó là 100 viên. Thì ở đây nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường chức năng của thận, bổ thận, nó suy thận là nó sẽ trị luôn cái bệnh đó luôn, nó sẽ lọc những trong thận mình những cái gì dơ bẩn nó sẽ lọc ra hết cho mình, và nó sẽ không làm cho mình tiểu đêm nữa, đó là mình sẽ không còn tiểu đêm đó, rồi mình sẽ mạnh khỏe. Còn trong đây có để thêm là sẽ tăng cường sinh lý, cải thiện sinh lý cho nam giới luôn. Còn đối với phụ nữ, có cô nó hỏi em ơi ta sao anh thấy tăng cường sinh lý cho nam mà chị đâu có được cái gì đâu. Dạ, ở đây tăng cường sinh lý cho nam, còn chị đó là sẽ tăng cường sức khỏe cho chị, tăng cường sức khỏe cho chị, và những cái khác thì hai bên đều giống nhau hết, không có do khác nhau gì hết. Điều trị vào thận, nữ cũng có thận vậy, nam cũng có thận gì quý vị, chứ đâu phải nam có thận không ha. Làm cho bổ thận của chị, của cô, của chú lúc nào khỏe, đau lưng này kia đó bây giờ nó không còn đau lưng nữa. Đó là đặc biệt là kiếm dữ lắm mới được á nha, chứ không phải mà kiếm dễ được cái hộp thuốc này đâu. Hộp thuốc này là 100 viên, giá bán rất là rẻ luôn, cho bà con dùng mà hết bệnh luôn, như vậy mới hay ha. Đây là tiểu đêm lớn. Rồi ở đây thì cái bệnh mất ngủ, thì qua quá trình vừa qua thì cái mất ngủ cũ đó thì Quốc Tạo cũng đã phản hồi của bà con, thì chỉ tỷ lệ chỉ có 60% mà chứ không được 70 nữa, thì bà con uống vô thì đúng như lời nói vậy, còn 40% khi tôi uống không có ngủ được, thì nó mất ngủ thâm niên đó, lâu năm đó. Thì hôm nay Quốc Tạo cũng đã nghiên cứu các loại mất ngủ khác, cũng là cái loại thuốc của nước ngoài nữa chứ không phải là Việt Nam, của Hồng Kông đó. Thì ở đây mất ngủ này sẽ giúp cho bà con ăn ngon ngủ ngon. Bà con nào có bị yếu trong mình rồi là hoặc là mình bị ốm đó, rồi uống vô nó sẽ ăn được ngủ được, sẽ cải thiện sức khỏe ra cho bà con ha. Hộp thuốc này có tem chống hàng giả, có Bộ Y tế kiểm duyệt, cái đó đàng hoàng hết, rất là yên tâm. Còn cái hộp thuốc này là hộp thuốc của phụ nữ, thì là hộp thuốc này là kêu bằng là phụ thanh nang, là chuyên trị về bệnh của phụ nữ. Quốc Tạo sẽ nói sơ cho bà con biết, bà con có cần Quốc Tạo chụp Zalo gửi cho bà con xem, là chỉ tất cả các bệnh của chị em phụ nữ, chỉ trừ vào u nang buồng trứng thôi, không trị bệnh đó. Còn cái bệnh khác cũng như là huyết trắng nè, rồi bị nấm ngoài da nè, ngứa và phần ngứa phần âm đạo nè, rồi vân vân. Phụ nữ thì Quốc Tạo cũng ngại nói cái phần đó lắm, quý vị cũng thông cảm. Thì quý vị có cần, Quốc Tạo sẽ giới thiệu thêm trong cái điện thoại, hoặc là Quốc Tạo chụp hình gửi cho bà con xem cái thành phần của thuốc và công dụng của thuốc ha. Chị rất là nhiều bệnh phụ nữ luôn ha. Thì còn cái bệnh chỉ này thì Quốc Tạo giới thiệu rồi đó. Bệnh chỉ này Quốc Tạo mới nghiên cứu, thì do bà con có 70% chỉ hết chỉ thôi, nhưng mà còn một số còn lại thì Quốc Tạo sẽ tăng cường loại thuốc này và loại thuốc này, hai cái kết hợp lại đó. Một loại thuốc này là của công ty, loại thuốc này là của Hồng Kông, mà sẽ kết hợp lại. Thì ở đây có nhiều người kết hợp lại là hết bệnh rồi nha, thấy mừng lắm á nha, thành công á. Còn một loại thuốc nữa Quốc Tạo không có đem ra đây, tức là loại thuốc đó là loại thuốc bị gút. Thì tại sao mà có người đặt câu hỏi, ủa tại sao Quốc Tạo cái hộp thuốc này em đã có chị gút rồi mà sao hộp bây giờ em lại là có thêm một hộp thuốc chị gút nữa. Dạ kính thưa cô bác, cũng giống như bệnh tê vậy, hộp thuốc này nó hỗ trợ có 50 à, nó đâu phải nó tài năng tài tình gì đâu mà nó chỉ đa bệnh như vậy, nó chỉ là đa xương khớp và đa nhức của nó thôi. Nhưng mà ở đây thì có cô bác gút uống vô nó đỡ, nó rồi nó giảm khoảng chừng 5-6% thôi đó. Rồi có cô bác uống vô nó không hết, cho nên ở đây Quốc Tạo đã và đang lắng tai nghe bà con phản hồi lại thuốc của mình như thế nào và sẽ cải cách thuốc của mình lên. Thì ở đây cái hộp thuốc gút đó thì nó chuyên nó trị về cái gút không à, tức là những cái gút là cái máu nó nhiễm gút, quý vị, cái máu nó nhiễm gút có nguy cơ và nó nhiễm luôn, thì thuốc này điều trị hết. Quý vị không có bị gút, quý vị uống vô nó sẽ ngừa gút, sẽ diệt tất cả những cái con gì, cái con mà mầm non của gút đó trong cái máu chúng ta, nó diệt luôn. Nó như vậy mới hay, như vậy nói như vậy nó mới hay quý vị, nó thuốc nó tuyệt vời vậy đó. Còn nếu mà chúng ta bị gút thì nó sẽ trị chúng ta dài hạn, trong vòng 1-2-3 hộp chúng ta sẽ hết sưng tay sưng chân gì đó, nổi cục cái gút đó, rồi nhức mỏi đó, hết chưa đó. Như vậy nó mới tuyệt vời ha, và nó cũng hỗ trợ luôn cái chai rượu này để mình bóp thuốc gút, bóp cái những bệnh gút. Thì sản phẩm với Quốc Tạo giới thiệu vừa qua đã xong, xin nhắc lại số điện thoại Quốc Tạo là 0927731654 hay là 0383893763. Thì ở đây Quốc Tạo cũng xin đọc số điện thoại của những người mà cho ở bên kinh khác, là thứ nhất là chuỗi nè, chuỗi này là chuỗi quỷ kiến sầu nè quý vị, quỷ kiến sầu và một số chuỗi khác rất là tốt. Thì ở đây
có loại chuỗi lớn là chuỗi này, chuỗi màu đen, còn chuỗi nhỏ là chuỗi màu trắng. Đó là những con những người phụ nữ ta đeo, người nam đeo cũng được. Ví dụ thì chuỗi này chúng ta đeo vào thì chúng ta sẽ ở trong nhà sẽ không có ma quỷ vô khơi khơi lúc chúng ta đi đâu đường ngủ đâu đó, ngủ đi làm công ăn chỉ làm đó. Còn chúng ta cho để trên đầu nằm em nhỏ thì em nhỏ không có khóc ban đêm, không có giật mình. Đó là quỷ kiến sầu, nó có một công dụng như vậy, và đeo vào càng đeo thì nó càng bóng đó. Và một loại số cây khác rất là tốt, rất là tốt. Quý vị biết cái chuỗi này không, nó cái giá thành của nó là tương đương với một cái máy hát giảng, tương đương máy hát giảng. Nhưng mà ở đây chúng tôi đều tặng bà con miễn phí, không lấy bà con 1.000 nào hết nha, hết ngày hết mát giảng cũng vậy luôn. Thì ở đây cũng báo với bà con luôn, chuỗi này là ở bên Quốc Cường và Quốc Thành có nha, Quốc Tạo không có cho cái phần này ha, Quốc Tạo chỉ cho kinh giảng thôi đó. Số điện thoại của Quốc Thành đó là 04 con số 3 04424, xin nhắc lại 04 con số 3 04424. Quốc Thành sẽ cho những sản phẩm này, và Quốc Thành có cho thêm là máy niệm Phật, máy hát giảng. Quốc Thành cho máy niệm Phật, máy hát giảng đây ha, máy hát giảng và máy niệm Phật của bên Quốc Thành cho ha, Quốc Thành và Quốc Cường cho ha quý vị. Rồi còn cái phần của Quốc Tạo thì Quốc Tạo sẽ có được cái sản phẩm nữa là thuốc năm màu của Tỷ Cơ, là tặng bà con miễn phí hoàn toàn ha. Rồi Quốc Tạo sẽ tặng cho bà con là rau bao tử luôn. Rau bao tử này, đây rau bao tử nó trị như thế nào, no hơi sình bụng ở chua biến ăn. Rồi trị cho bà con là quất bao tử, quất hơi đầy hơi, rồi ăn không tiêu, rồi lim lem lét bao tử, rồi bị trào ngược dạ dày vân vân. Thì ở đây bao tử chúng tôi đã nghiên cứu, thì ở đây Quốc Tạo đã chế ra bao tử này bằng thuốc bắc và thuốc nam, rất là tuyệt vời luôn. Bà con uống vào trong vòng 15-20 phút không ợ, có quyền trả thuốc lại luôn, nó tuyệt vời vậy đó. Uống vô nó ợ liền, nó dần cái hơi xuống, tuyệt vời luôn. Bao tử này Quốc Tạo làm mà tự tin luôn á. Còn ăn không được, ai mà ăn cỡ nào không được, uống vô cũng ăn được hết chứ đó. Còn ở đây á, thì Quốc Tạo cũng xin giới thiệu với bà con là một số về cái kinh giảng. Thì thứ nhất là cái cuốn Giáo Lý của Đức Thầy, thì Quốc Tạo nhờ cuốn này mà đã đổi lại cái cuộc đời của mình. Lúc trước Quốc Tạo rất là tệ, nhưng mà nhờ cái cuốn này thầy đã dạy, thầy đã nói là nay gặp gốc phải mau tìm gốc, để gặp Phật rồi mà than khóc, quý vị gỡ làm sao hết gói mà về. Những cái lời nói Quốc Tạo có bà con nói hay quá, Quốc Tạo nhờ nói trong giảng này ra không quý vị. Quý vị gắng cố gắng, lúc cảnh việc chúng ta thường xem kệ giảng và giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những nhân tục lệ chân chánh, tránh tất cả những sự dị đoan mê tín làm cho đạo đức suy đồi. Thì nhờ cuốn giảng này không quý vị, đây là quý vị thỉnh cuốn giảng này về, quý vị đọc rất là hay ha, là của Đức Thầy ha. Còn ở đây là cuốn Tử Di Thiên Số, tức là cái cuốn của Đồ Thư của Đức Bổn Sư. Là cái cuốn này là ngày xưa có nhiều người là sẽ cho biết là quý vị là sau này sẽ còn nam bao nhiêu, nữ bao nhiêu, và sẽ đánh vào cái miên đánh vào đâu trước, và sẽ cho biết là mấy nước sẽ qua ha. Ở trong đây có hết Tử Di Thiên Số. Còn cuốn này là cuốn Tôn Chỉ Hành Đạo, dạy cúng kiến ha, dạy cúng kiến, dạy ăn dạy ở cho tu vuông tròn. Còn cuốn này là cuốn Sấm Giảng Người Đời của Sư Giải Bóng Khoai, bà con cần thì bà con liên hệ ha, sấm giảng của Sư Giải Bóng Khoai. Còn cuốn này là cuốn Sấm Truyền của Đức Phật Thầy Tây An Nguyễn Văn Hầu, Sấm Truyền của Đức Phật Thầy Tây An. Cuối cùng là cuốn Sấm Truyền của Đức Phật Thầy Tây An luôn, cũng như cuốn mỏng ha, hai cuốn luôn. Rồi Quốc Tạo tặng miễn phí ha, bà con gọi lại bà con tặng gì bà con nói ha. Giảng thầy hình thầy thì không cần giới thiệu ha, tặng miễn phí hoàn toàn. Chân dung hình ảnh củ quyền Tam Bảo đó, nhân dân là tặng cho bà con miễn phí hoàn toàn. Rồi thì bà con có cần đặt sản phẩm nào thì nhanh tay điện Quốc Tạo, nhưng mà nhớ nha, điện không nghe máy, nhắn tin vào kết bạn Zalo nhân dân, nhắn tin vào nói là gọi lại tôi là Quốc Tạo sẽ gọi lại đó. Rồi khi gọi là Quốc Tạo có cuộc kêu thì để em ru đi chút xíu, Quốc Tạo gọi lại ha. Thì bà con gọi mà kẹt hoài thì bà con và nửa tiếng hồi sau bà con gọi lại, Quốc Tạo rất là bận biệu. Thì cũng xin cảm ơn bà con đã ủng hộ Quốc Tạo bấy lâu nay, không biết nói gì hơn. Quốc Tạo xin sẽ làm những cái việc gì hữu ích để giúp ích cho xã hội, cũng như là thầy nói người xưa còn chẳng cần thăng, miễn cho bá tánh chúng dân được nhờ. Thời xưa có Ngũ Duyên Kỳ, học tài thao lược giúp thị cho dân, còn ngày nay thì có Quốc Tạo. Quốc Tạo sẽ hứa với quý vị là chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh, hay là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.